Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cây giống cải thảo tím của Hàn Quốc. Thì hầu như tất cả các hạt giống mình đều nhập của Hàn Quốc để về Việt Nam đánh giá kiểm tra xem là cây giống có phù hợp với thời tiết của Việt Nam hay không. Thì hiện tại đây là những cây cải thảo tím đã có 4 lá thật, tương ứng là 16 ngày tuổi mình đã gieo. Và hạt giống không cần ngâm ủ, có thể gieo trực tiếp nảy mầm sau 2 ngày. Những cây cải thảo tím thì có màu sắc rất đẹp và bắt mắt thì lại nảy mầm gần như là tuyệt đối.